Chất quê kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với clip hôm nay. Festival Nông sản Việt Nam đến Vĩnh Long năm 2020 và diễn ra từ 11 đến ngày 17 tháng 9. Festival Nông sản Việt Nam đến Vĩnh Long năm 2023 là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực cho tỉnh giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, với chủ đề nâng tầm nông sản Việt, festival lần này sẽ có sự tham gia của những tập thể, cá nhân là chủ thể của các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCAP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Của các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu. Các sản phẩm nông sản chế biến, sản phẩm nông nghiệp đến tiểu thủ công nghiệp đến làng nghề truyền thống. Các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và doanh nghiệp có những thành tích đưa hàng Việt. Phát triển trên thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, ban tổ chức cũng mời đại diện đại sứ quán một số nước tại Việt Nam đại diện. Một số doanh nghiệp nước ngoài đến tham gia các hoạt động nhằm quảng bá và đưa nông sản Việt ngày càng vươn xa hơn trên thị trường thế giới. Trong khuôn khổ festival diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị nông sản Việt Nam như con đường nghệ thuật sản phẩm nông sản tiêu biểu đến động lực phát triển. Nông thôn mới, con đường nghệ thuật gốm đỏ, hội thi mâm cơm ngon chế biến từ sản phẩm vườn nhà, hội thi món ăn ngon chế biến từ nông sản đặc trưng Vĩnh Long, triển lãm. Các sản phẩm nông sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến gốm đỏ, triển lãm thiết bị máy móc, thiết bị ứng dụng mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến gốm đỏ, triển lãm thiết bị máy móc, thiết bị ứng dụng mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp, triển lãm sinh vật cảnh và phân bón nông nghiệp, đặc biệt trong lễ khai mạc. Festival Nông sản Việt Nam đến Vĩnh Long năm 2023 là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực cho tỉnh giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hình ảnh quê hương. Con người Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCAP, sản phẩm đặc thù. Làng nghề truyền thống tiêu biểu của Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố góp phần tôn vinh những giá trị tay nghề của các hội viên, nông dân và nghệ nhân làng nghề truyền thống, đẩy mạnh kết nối giao thương giữa Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố. Các hoạt động trong khuôn khổ festival sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân gặp gỡ, trao đổi để tăng cường liên kết, xúc tiến thương mại hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản. Chất quê vlog kính chào quý ông bà cô chú và các bạn gần xa.
trân trọng cảm ơn quý vị đã xem và lắng nghe đoạn video cận cảnh của Vương quốc gạch gốm một thời vàng son ở Vĩnh Long. Các bạn cũng đừng quên đóng góp ý kiến của mình với kênh YouTube Chất Quê. Thưa quý vị, Vương quốc gạch gốm một thời vàng son giúp nhiều gia đình trở nên giàu có. Nay nhiều lò phải, chùm mền vì giá thành đầu vào cao. Hiện nay tỉnh Vĩnh Long về chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch gốm, thực hiện đề án di sản đương đại mang tên Vương quốc gạch gốm Vĩnh Long. Có khoảng 476 hộ dân trong vùng di sản được hỗ trợ từ chính sách này. Lạc vào Vương quốc đỏ gạch gốm mang thít Vĩnh Long, không chỉ có miệt vườn trái cây chĩa quả, những điểm du lịch sinh thái độc đáo, Vĩnh Long còn nổi tiếng với Vương quốc đỏ. Nằm bên những dòng sông thơ mộng, từng mái lò, từng hàng gạch, từng hình ảnh lung linh với cảnh sắc thiên nhiên. Sông nước đặc trưng của làng gạch gốm không thể lẫn vào đâu. Ai cũng biết rằng để xây dựng nên những công trình vĩ đại, không thể thiếu nền tảng là những viên gạch. Thế nhưng gạch từ đâu có, sản xuất thế nào thì không phải cũng biết rõ.